Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy quận vương Herôđê nghe danh tiếng Chúa Giêsu thì nói với những kẻ hầu cận rằng: Người này là Gioan Tẩy Giả, ông từ cõi chết sống lại nên mới làm được các phép lạ như vậy. Tại vì Herodia, vợ của anh mình mà vua Herôđê đã bắt trói Gioan tống ngục, bởi Gioan đã nói với vua rằng nhà vua không được lấy bà ấy làm vợ. Vua muốn giết Gioan nhưng lại sợ dân chúng, vì họ coi Gioan như một tiên tri. Nhân ngày sinh nhật của Herôđê, con gái Herodia nhảy múa trước mặt mọi người và đã làm cho Herôđê vui thích. Bởi đấy vua thề hứa sẽ ban cho nó bất cứ điều gì nó xin. Được mẹ nó dặn trước nên nó nói: Xin vua đặt đầu Gioan Tẩy Giả trên đĩa này cho tôi. Vua lo buồn, nhưng vì đã trót thề rồi và vì các người đang dự tiệc nên đã truyền làm như vậy. Ông sai người đi chặt đầu Gioan trong ngục và để đầu Gioan trên đĩa, đem trao cho cô gái và nó đem cho mẹ nó. Các môn đồ của Gioan đến lấy xác thầy và chôn cất, rồi đi báo tin cho Chúa Giêsu. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa anh chị em, nếu cứ theo mạch văn và đừng suy nghĩ xa hơn phía đằng sau cái chết mà Thánh Gioan chấp nhận, chỉ nghĩ tới hành động của Herôđê, thì chúng ta thấy Herôđê đã giết Thánh Gioan Tẩy Giả, làm cho cái chết này vô nghĩa. Tại sao? Tôi nói nhắc lại với anh chị em là đừng suy nghĩ hơn nữa đằng sau cái chết của Thánh Gioan, nhưng chỉ nhìn hành động và thái độ của Herôđê, thì tôi mới khẳng định với anh chị em là cứ như thế thôi thì rõ ràng cái chết của Thánh Gioan là một cái chết vô nghĩa. Dĩ nhiên khi chúng ta nhìn sâu hơn thì nó sẽ khác rồi, vấn đề sẽ khác. Nhưng tôi chưa đặt vấn đề khác ấy, chỉ nói tới một cách nông cạn. Tại sao tôi dám gọi là một cái chết vô nghĩa? Bởi mấy lý do. Thứ nhất là một thằng xỉn, một thằng say, đang lúc mê gái. Herôđê trong bữa tiệc sinh nhật của mình say chắc là đã bứ nhừ rồi. Và một kẻ đang vui quá trớn, đang say quá đà, một kẻ đang khoái trong cái sự, cái khoái cảm của mình, nhất là có chất kích thích trong người thì mọi thứ nó cũng kích thích theo, thì lại một đứa con gái nhảy nhót vào để mua vui cho cả đám quần thần. Thì xin lỗi anh chị em, cái kích thích của một thằng đàn ông chắc nó cũng không phải nằm yên. Và vì thế cho nên nếu cứ nhìn trên bề mặt đó thôi thì rõ ràng Thánh Gioan chết một cách vô nghĩa. Chết vì một đứa con gái nhảy nhót, chết vì một thằng say, chết vì một thằng mê gái, chết vì một thằng trong lúc không còn đủ lý trí, chết vì một thằng trong lúc không còn đủ tỉnh táo, chết vì một thằng đang đầy rượu. Và bàn tay của Herôđê vừa mới cầm đũa cầm chén, vừa mới cầm thức ăn, đã trở nên bàn tay cầm máu người vô tội. Bàn tay của Herôđê đang cầm những thức ăn thì lại trở nên, lập tức trở thành thằng, tôi xin nhấn mạnh một lần nữa, trở thành thằng cầm lấy sự nhơ bẩn, sự nhơ uế, và không phải cho vào miệng mình,
Bởi thức ăn thì cho vào miệng, nhưng bàn tay vấy máu, nó thực hành cho lý trí của mình, một lý trí đang say khướt, một lý trí của thằng không còn biết gì, mặc dù là vua. Thưa anh chị em, cứ như thế thôi thì thấy rõ ràng Thánh Gioan chết không có nghĩa gì cả. Nhưng chúng ta đi sâu hơn, chúng ta đi xa hơn, thì rõ ràng cái chết của Thánh Gioan một cái chết đáng tôn vinh. Bởi tại sao thằng say lại có thể giết chết Thánh Gioan một cách dễ dàng? Tại làm sao mà con mẹ lăng loàn, sống không có luân lý, lấy em chồng của mình làm chồng trong khi chồng mình vẫn còn sống? Herode Philippe vẫn còn sống, nhưng Herodiade, vợ của Herode Philippe, đã dám lấy thằng em làm vua. Thì rõ ràng một con mẹ không có luân lý, một con mẹ sống lăng loàn, một con mẹ sống không ra gì, và một con mẹ không ra gì gặp một thằng làm vua cũng chả ra gì. Bởi anh chị em thấy cái chức gọi là vua của Herode cũng chỉ là bù nhìn thôi. La Mã nó nắm hết quyền trong đất nước, nó giao cho một thằng làm vua bù nhìn trong dân thế thôi. Và như vậy một thằng làm vua chả ra cái thứ gì, cũng sống lăng loàn, cũng sống không có luân lý. Lấy một con mẹ đã có chồng và chồng mình đang sống với mình, một đứa con gái của Herodea, lẽ ra mẹ mình sai, lẽ ra chú mình sai, thì phải có cách, hoặc là phản kháng, ít nhất cũng là phản kháng tiêu cực, phản kháng làm thinh, phản kháng không nói tới. Thì đằng này đứa con gái ấy hùa theo, lại vì ham sắc, ham tiền, ham danh vọng gì đó, ham quyền lực gì đó, hùa theo việc làm của mẹ mình, hùa theo việc làm của chú mình, để trong ngày của chú mang thân đến nhảy nhót như một đứa con gái. Chắc gì cái thằng chú trong lúc say nó không ham mê cái thân xác mới lớn của mình còn đang rực rỡ. Thưa anh chị em, nhưng tôi càng phê phán hoàng triều của Herode xấu xa bao nhiêu, thì tôi càng nhận ra khuôn mặt của Thánh Gioan của chúng ta, một vị đại tiên tri của chúng ta, lớn bấy nhiêu. Vì sao? Vì giữa một thế giới không còn tình người như vậy, giữa một thế giới mà chỉ có sự lăng loàn làm đầu, giữa một thế giới mà nền luân lý bị chà đạp, giữa một thế giới mà ở đó sự ác lên ngôi, giữa một thế giới mà cái nét trả thù làm mạnh, thì Thánh Gioan lại lăn vào để dạy cho biết bài học: các ngươi phải sống cho có tư cách, các ngươi phải sống cho ra con người, các ngươi phải sống cho đúng mức, các ngươi không được ăn ở với nhau cái kiểu mất hết trật tự luân lý trong chính gia đình các ngươi. Thánh Gioan đã chết vì nhân danh công lý, vì nhân danh chân lý. Và khi chúng ta hiểu được điều này, thì cái chết của Thánh Gioan không chỉ là một cái chết đầy ý nghĩa, bởi chết cho chân lý của tin mừng, chết cho tin mừng mà mình rao giảng, chết cho cả một nền công lý, chết cho sự thờ tự. Bởi dù gì thì Herode vẫn là người tôn thờ Chúa, ông là người Do Thái giáo, cho nên Thánh Gioan chết cho cả một nền luân lý mà bị kẻ cầm quyền ngược đãi nó, kẻ cầm quyền chà đạp nó. Cho nên cái chết của Thánh Gioan một cái chết rực rỡ, một cái chết đáng để chúng ta học tập, chết cho những gì đẹp nhất, tinh túy nhất của đạo chúng ta, của tình yêu và của lẽ sống. Thưa anh chị em, Thánh Gioan để lại cho chúng ta bài học của sự chân thật, của lòng muốn khao khát đem người ta về với chân lý,
của lòng khao khát muốn ơn cứu độ của con người phải được con người hấp thụ. Con người chà đạp nó thì dẫu con người có chà đạp bao nhiêu, mình là người công chính, mình không đứng ngoài cuộc, mình phải thấy điều đó là sai để có thể rao báo cho mọi người biết. Vậy mà cũng đâu xa đâu anh chị em, ngày hôm nay chúng ta vẫn thấy một nền luân lý bị chà đạp đấy chứ. Biết bao nhiêu kẻ nắm quyền trong tay, càng lớn bao nhiêu thì càng thấy uy lực của mình lớn bấy nhiêu. Thế rồi ăn trên ngồi tróc thiên hạ. Luân lý của thời nay cũng bị chà đạp, công lý của thời nay cũng bị chà đạp, chân lý của thời nay cũng bị nhận xuống bùn. Mà chúng ta biết bao nhiêu người nhân danh là mình sống chân lý, nhân danh là mình sống theo Chúa, mình có dám nói một lời nào đâu, mình có dám phản biện bất cứ một tiếng nói nào đâu. Cho nên Thánh Gioan dạy chúng ta bài học trong cái chết của Ngài, để chúng ta nói mình là người sống theo Chúa Kitô, sống trong chân lý của tin mừng. Chúng ta phải thật sự là người dám nói. Nhưng chúng ta có bao giờ dám nói ai đâu. Nói một chút là chúng ta sợ. Chỉ cần người ta có một lời đe dọa là chúng ta không dám làm gì cả, câm miệng. Vậy cho nên một lần nữa, bài học của Thánh Gioan trong cái chết của Ngài là bài học nêu cao cho từng người chúng ta, để chúng ta đi sát với đời sống của tin mừng của Chúa của mình, và mình cũng từ đó biết nhân danh chân lý, nhân danh công lý, và để cho chân lý của tin mừng thống trị, ít nhất là thống trị trên suy nghĩ, hành động, lối sống, lẽ sống, mục đích sống của bản thân mình, trên tất cả, để rồi cũng từ đó nếu ta làm được gì cho xã hội này, cho thế giới này, ta phải làm để chúng ta không là kẻ ngồi ngó để cho chân lý bị chà đạp, mà chúng ta phải lăn xả, dẫu có phải thiệt thân, dẫu có phải cuộc sống này bị đe dọa, bị đọa đày. Thưa anh chị em, mãi mãi Thánh Gioan là một nền chân lý rực rỡ cho chúng ta. Mãi mãi Thánh Gioan là kiểu mẫu sống đức tin của chúng ta.